Xin kính chào quý vị và khán giả đã đến với bản tin Chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Và bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Chuyển đổi số để tăng năng suất lao động. Doanh nghiệp thương mại điện tử trước thách thức bền vững và liên kết vùng. 4 tháng vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng cao. Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, điểm đến ý nghĩa trong những ngày tháng năm. Thưa quý vị, triển khai và giám sát thực hiện các giải pháp công nghệ số, dữ liệu số, chuyển đổi số để tăng năng suất lao động là một trong những nội dung của chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030. Theo đó, cần chú trọng lồng ghép giải pháp tăng năng suất lao động cho các chương trình, cơ chế, chính sách xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Đồng thời phát triển thị trường khoa học công nghệ, khuyến khích hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số sâu rộng trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp, xây dựng và phát triển năng lực đổi mới sáng tạo phù hợp cho từng giai đoạn phát triển. Phát huy vai trò của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, tạo dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, lấy doanh nghiệp là trung tâm. Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các giải pháp sử dụng công nghệ số, dữ liệu số, chuyển đổi số để tăng năng suất lao động. Chú trọng tới chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp công nghệ số. Thưa quý vị, hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, việc đẩy mạnh liên kết vùng trong thương mại điện tử trở thành một xu thế tất yếu, hướng đến mục tiêu tối ưu hóa tài nguyên và phát triển kinh tế bền vững. Để phát triển thương mại điện tử, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, một số chuyên gia cho rằng, ngoài sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, các đơn vị, bản thân doanh nghiệp và người bán hàng cần chủ động tham gia và tận dụng tối đa các lợi thế của thương mại số. Cụ thể, để thúc đẩy đầu ra cho sản phẩm, nhiều doanh nghiệp đã chấp nhận thay đổi, thích ứng với các xu hướng mới của thương mại điện tử. Nhằm đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử và liên kết vùng, phía Bộ Công Thương cho biết, sắp tới Bộ sẽ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc xuất xứ nhằm truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, chống hàng giả, hàng nhái, xây dựng thương hiệu trực tuyến và tiếp thị sản phẩm trên môi trường điện tử. Triển khai mô hình gian hàng địa phương trên các sàn thương mại điện tử nhằm cung cấp các giải pháp đồng bộ, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các địa phương phân phối các sản phẩm địa phương thông qua nền tảng số, thu hẹp khoảng cách vùng miền. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Thưa quý vị, báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2024 từ Tổng cục Thống kê cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 4 đạt gần 9,27 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,28 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4,93 tỷ USD, chiếm 78,5% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 607,6 triệu USD, chiếm 9,7%. Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 259,8 triệu USD, chiếm 4,1%. Từ đầu năm đến nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 2,59 tỷ USD, chiếm 36,4% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, 898,6 triệu USD, chiếm 12,6%. Và kế tiếp là Nhật Bản, 814,1 triệu USD. Thưa quý vị, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, nơi tôn vinh giá trị lịch sử của chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, là một trong những điểm đến vô cùng ý nghĩa trong những ngày tháng năm. Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ là công trình quy mô, hoành tráng và hiện đại nhất tỉnh Điện Biên hiện nay. Công trình này có ý nghĩa vô cùng quan trọng về lịch sử, văn hóa, cũng như kiến trúc và phần nội dung trưng bày, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, xứng tầm với chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Lộ trình tham quan gồm không gian chung với 5 chủ đề: sơ lược cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chiến dịch Điện Biên Phủ, âm mưu của thực dân Pháp, chủ trương của ta, diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ, tác động của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với trong nước và thế giới, sự giúp đỡ của nhân dân thế giới trong chiến dịch Điện Biên Phủ và tôn vinh.
Thông qua các tài liệu, hiện vật tại bảo tàng, thế hệ trẻ phần nào có thể hình dung được sự khốc liệt của chiến trường năm xưa. Nhưng bằng lòng quả cảm và trí tuệ vô song, bằng mưu lược quân sự đã được nâng tới tầm nghệ thuật, bằng sự hy sinh anh dũng của bao anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, sự đóng góp xương máu của đồng bào, dân tộc Việt Nam, ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi đóng góp phản hồi, quý vị vui lòng gửi về tòa soạn số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc văn phòng đại diện phía Nam số 9/7 đường 56, khu dân cư Tân Quy Đông, khu phố 2, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số hotline 024-3574-7649 hoặc hộp thư chất lượng và cuộc sống @gmail.com. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương mục của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!